Giờ mình được đọc dùm câu hỏi gì đây? Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2006. Như thường lệ sáng chủ nhật, 8 giờ sáng chủ nhật, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 240. Tôi xin nhắc rằng là chúng ta học càng ngày là càng đi sâu vào giáo lý của đạo Phật, mà đã đi sâu vào giáo lý thì cũng phải để ý về cái việc ứng dụng thực hành trên bước đường học đạo hành đạo của chúng ta. Cho nên là nghe mỗi ngày nó đi sâu vào những cái pháp ứng dụng, mà nếu mình không ứng dụng, mình không thực hành thì coi như là rất là khó nghe đấy. Xin nhắc nhở như thế. Bây giờ trước khi học bài mới đó, thì câu này cũng là cần nói để cho các Phật tử để ý. Cái từ niệm Phật Tam Muội coi nghe thì dễ vậy đó, mà thật sự là không có đơn giản gì hết.
Và cái mà cái câu hỏi mà niệm Phật Ba La Mật đó, thì cái từ đó ở trong đạo Phật, trong các kinh không có nói cái danh từ đó. Ví dụ như bố thí Ba La Mật, hay là làm tất cả cái gì Ba La Mật, mà trong đó là cái bố thí, là cái việc làm của mình đó. Còn như là niệm Phật và Ba La Mật thì nếu mà cắt nghĩa thì cũng được, nhưng mà cái từ đó trong kinh không có. Mà nếu mà nói rằng niệm Phật Ba La Mật tức là một cái cách niệm Phật mà không có chấp ở nơi tốt niệm Phật thì gọi là niệm Phật Ba La Mật, cũng cắt nghĩa được, nhưng mà phải nói, phải mượn cái từ ngữ đi vòng vòng như vậy. Niệm Phật, niệm Phật mà không có trụ chấp lên cái tướng niệm Phật của mình, mà nó đi sâu vào ở trong cái, cho nên cái câu mà mình niệm Phật tam muội đó, câu đó là có đi sâu vào trong cái thiền định tam muội mà không có chấp cái tướng niệm Phật. Niệm để mà nó đi sâu vào trong cái thiền định tam muội. Thì cái từ tam muội này là cái từ ở trong các kinh đại thừa. Mà nếu các vị nào mà có đọc tụng kinh Hoa Nghiêm thì kinh Hoa Nghiêm cái phẩm nhập pháp giới đó, thì Bồ Tát Hiện Tài mà đi hỏi đạo thì các vị Bồ Tát, trong đó có tỳ kheo, có tỳ kheo ni, có cư sĩ, có trưởng giả, có nhiều thành phần, mà mỗi một cái vị vậy đó, người ta cho biết rằng người ta có cái bằng vô số vô lượng bất khả thuyết, bất khả thuyết Ba La Mật một. Thành ra cái từ Ba La Mật tam muội mỗi một vị Bồ Tát vậy, họ có thể họ kể ra cái tam muội mà của họ tu tập mà họ được đó, đã được đó, thì ngồi mà kể là từ năm này cho tới năm kia, cho tới cả một trọn kiếp con người cũng chưa hết những cái tam muội mà các vị tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, các vị Bồ Tát có những cái tam muội đó không kể. Vậy thì tam muội là gì? À, từ cái chỗ đó mình mới tìm hiểu tam muội là gì. Thành ra chỗ đó là mình để ý rằng là tam muội là một cái đối tượng nhận thức. Khi mà mình có giới rồi, có định rồi, có trí tuệ rồi đó, thì mình nhìn giảng pháp, mỗi pháp từ việc lớn, việc nhỏ, việc xấu, việc tốt, việc khen, việc chê, việc phải quyết của cõi đời này, thì mỗi một cái ý niệm mà của các vị Bồ Tát họ nhận thức đó, nó thành ra một cái thứ tam muội, tức là một thứ chánh định. Người ta vận dụng cái trí tuệ, người ta lấy cái đối tượng đó để mà ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy ra những cái chân lý để nó phục vụ cho cái sự giải thoát giác ngộ của người ta, của cái vị hành giả đó. Cho nên cái từ tam muội á, nó không phải là đếm từng cái mà được đâu, mà có giới rồi, tu tập giới tốt rồi, nó thành tựu được, nó có cái chánh niệm chánh định rồi, thì nó có trí tuệ rồi, thì nhìn đâu đều là cái đối tượng để cho mình tư duy tu tập tiến trên con đường sẽ nó chắc còn. Thế thì cái đối tượng đó ta gọi đó là mỗi đối tượng để mình tư duy, mình suy nghĩ đó, gọi đó là một cái môn tam muội. Thành ra niệm Phật cũng là một cái môn tam muội, nhưng mà niệm Phật á, nói tới niệm Phật á thì
những người Phật tử mới học Phật chưa đi sâu đó thì nghĩ rằng là niệm Phật rồi có nghĩa là mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, thí dụ vậy. Hiểu như vậy không có đúng. Cho nên niệm Phật tâm muội không có nghĩa là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà cho nó tới cái là quên ăn quên ngủ hay gì đó. Không phải niệm như vậy gọi là tâm muội. Mà cái chữ tâm muội có nghĩa là dịch ra là nó là chết định hay là chết thọ. Bất thọ nhất thiết thọ thì danh chết thọ. Bất thọ nhất thiết thọ thì danh chết định, đại để là vậy đó. Chánh định đó là chánh thọ, chữ tâm muội thì dịch vậy đó. Cho nên là khi mà nói tới niệm Phật mà học sâu vào trong đạo Phật rồi, người ta không phải nhất thiết là phải niệm cái danh hiệu Phật A Di Đà, cũng không nhất thiết là niệm cái danh hiệu của Phật Thích Ca, cũng không cần phải nhất thiết là phải niệm Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hay là Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phụ Phật, vân vân, tất cả những Phật quá khứ hiện tại như vậy là khi mà nói tới niệm Phật là không cần phải nhất thiết là phải niệm cái tên của ông Phật nào. Chỗ đó là cái chỗ thật là sâu của những người có tu tam muội, có thiền định thì nghe cái đó mới có thể nhận thức, mới có thể lợi ích. Còn những người không có để ý, không có đi vào tâm muội, vào chánh định á, thì nghe cái này là kỳ cục lắm. Do vậy cho nên là bữa hôm tôi có lần tôi giảng tôi Đức cực kỳ rồi nè, có vị đó hỏi gì chứ, con có nghe là một vị pháp sư, con có hỏi, có người ta hỏi chứ Phật A Di Đà với Phật Thích Ca đó là hai ông Phật đó là hai hay là một, rồi vị pháp sư đáp là hai ông chứ là một, mà một thôi. Thì sự thật là một không phải, mà hai cũng không trúng. Nếu một thì là ai nêu ra có cái hiệu A Di Đà Phật chí, ai nêu ra đặt ra cái tên Thích Ca Mâu Ni Phật chí, mà đã có cái danh hiệu A Di Đà Phật, có danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ai rồi, không thể đó là một. Nhưng mà nếu nếu là một thì không thể có hai, mà đã là có hai tên thì không thể là một. Cho nên nếu nói đơn giản thì mình nói hai tên là một cũng được, mà mình nói hai ông Phật đó là hai cũng không đúng. Mà cái từ mà niệm Phật á, mà của cái người mà niệm Phật, biết niệm Phật mà đi sâu vào con đường tu tập của đạo Phật á, thì niệm Phật là niệm giác. Mà niệm giác thì hằng hà sa số bất khả thuyết chư Phật, ở trong kinh Hoa Nghiêm ta nói nghe lạnh lùng lắm. Thí dụ như cái cõi ta bà tam thiên đại thiên thế giới vậy, rồi nghiền nát ra một di trần, nghiền nát ra thành di trần, rồi thế giới chư Phật bằng nhiều bằng thế giới chư Phật và chư Phật nhiều bằng cái di trần đó, rồi một cái vi trần của một thế giới Phật nào ở được nghiền nát ở trong cái thế giới Phật kia đó, của chư Phật kia đó, cứ người nát là vậy đó. Thì trong kinh nói rằng là thế giới của chư Phật và chư Phật nhiều như vậy, một bộ về nghiền nát là thành thế giới, rồi một thế giới đó lấy một bộ thế giới đó nghiền nát ra nữa, mà bao mấy lần nghiền nát của thế giới chư Phật, mà mỗi một cái một bụi vậy đó là bằng một thế giới của chư Phật và một đức Phật thành Phật ở trong đó. Như thế thì là nếu nói về Phật thì
không có dùng cái từ nào mà nói hết được. Kinh Hoa Nghiêm nó có nhiều cái từ lắm. Những cái từ nó cứ nhân lên hay là nhân bộ số nó cứ nhân lên mà cả mấy chục lần bộ số nhân lên. Như thế thì Phật và thế giới chư Phật cứ ngồi mà nói suốt đời cũng còn chưa hết. Đó, do vậy cho nên là khi mà học kinh mình đã thừa đó, mình phải đi vào gọi là lý pháp giới. Học kinh Hoa Nghiêm là nó có cái từ lý pháp giới. Cái người mà tư duy và quán chiếu mà thâm nhập được lý pháp giới rồi đó, thì không có niệm cái ông Phật nào hết, mà là niệm giác, niệm cái Phật tánh, niệm cái tri kiến Phật, niệm cái đệ, nó một cách nghĩa là, có nghĩa là niệm cái trung đạo, niệm cái đệ nhất nghĩa không, niệm cái trung đạo, niệm cái đệ nhất nghĩa không, niệm cái Phật tánh. Đại để là mình nói ba tiếng vậy đi, chứ còn thật sự là một tiếng được rồi. Niệm cái đệ nhất nghĩa không, tức là trung đạo, tức là Phật tánh đó. Niệm đệ nhất nghĩa không, cái tâm của mình hướng về đặt trọn vẹn vào niệm cái đệ nhất nghĩa không. Thế thì mình niệm đó là niệm cân bằng bất khả thiết như Phật ở trong mười phương. Còn mình niệm bên danh hiệu bất cứ Phật nào không ăn thua. À, chỗ đó là cái chỗ khó nghe, khó nói, khó hiểu. Mà nghe được, mà hiểu được, mà hành được, cái đó ta gọi là cúng dường pháp. Chứ cúng dường trung pháp, cúng dường tôi, trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Thế thì không có niệm cái hiệu Phật nào hết. Mà niệm, khi mà đặt vấn đề gọi là niệm Phật, tức là niệm giác tâm, niệm Phật tánh, niệm trung đạo tánh. Niệm trung đạo tánh là gì? Là không phải có, không phải không, không phải chẳng có, không phải chẳng không, không phải cũng có, không phải cũng không. Nghĩa là cái bậc ly tứ cú. Kinh Lăng Già ta gọi là ly tứ cú. Sự vật này hỏi này có không? Có. Phủi bỏ. Anh khác nói không có, phủi bỏ. Là hai anh à. Anh này nói cũng có, phủi bỏ luôn. Anh nói là cũng không có, phủi bỏ luôn. Anh nói rằng chẳng phải có, bỏ luôn. Nói rằng chẳng phải có mà chẳng phải không, bỏ luôn. Tức là ly tứ cụ. Không có cái ngôn từ nào mà dính dáng vô được với cái sự vật này. Sự vật này anh nói có, cũng trúng. Anh nói không trúng, nó cũng có, cũng không trúng, cũng không trúng, cũng trúng. Chẳng phải có, cũng không trúng, mà chẳng phải không, cũng không trúng. Là tại vì sao vậy? Là tại vì đã là hữu vi pháp thì anh nói cái gì cũng đều không trúng hết. Cái cảnh ở trong mộng thì anh nói cái gì trúng được. Cái gì sinh ra con trâu, anh làm sao anh nói con trâu này là cái gì sinh. Cái gì sinh ra con người, cái gì sinh ra ông vua, cái gì sinh ra cái thằng địa ngục ngạ quỷ ở trong mộng á. Thế thì là vô phương nói, trong đời nghìn kiếp không bao giờ anh nói trúng được. Do vậy cho nên kinh Lăng Già ta gọi là ly tứ câu, ly tứ cụ. Không có nói cái gì trúng được hết á. Thế nên mình niệm Phật á, tôi giờ tôi nói với các vị cũng như nói chơi vậy thôi chứ không ăn nhầm gì tôi hết. Tôi khuyên các vị niệm Phật đấy, nhưng mà kỳ thật tôi cười trong bụng mà. Niệm cái gì, các vị không biết niệm thì các vị chỉ niệm rã của học thôi. Cho nên ba cái thằng tiến sĩ mà nó đi học ngoại quốc về, nó tôi nhìn cái gì hành động của nó là tôi biết mày là tiến sĩ là cái thứ gì. Trời ơi, tiến sĩ mà nó về nó làm cái lịch nó bán đó hả, nó mượn con nít của người ta cái nó cạo đầu, thằng này cạo đầu trọc, thằng này cạo đầu chiều ba giá, mà nó lựa nít thiệt đẹp á, nít lỗ tai dài mũi lớn là thấy dễ thương á, đem chụp hình cái em du lịch, anh du lịch bán. Mà thằng con nít đó thì có thằng thì là ôm cái mỏ bự hơn cái thằng nít nó nằm quanh lại là bằng cái mỏ đó, cái mỏ á, cái dù mỏ bự vậy. Mà thằng nít 3-4 tuổi
thì làm sao gõ cái mỏ đó nổi. Vậy mà thằng con nít với cái mỏ, thằng con nít còn cái mỏ ác. Rồi có thằng con nít đó, nó mang cái chuỗi bằng cho cái tách vậy à. Thì cái thằng con nít đó nó mang cái chuỗi để làm gì? Thằng con nít vậy mà tội tình ở đâu mà phải niệm Phật, mà phải mang chuỗi hột bự vậy, cần cổ sâu, tay sâu, sách lè kè, ôm cái mỏ. Nếu bắt thằng tiến sĩ này, mày giảng kinh Pháp Môn Tịnh Độ cho tao nghe thử, lấy cái gì mà giảng? Đấy, đừng có tưởng đâu là nó tiến sĩ mà tôi nghe tôi sợ đâu nha. Lấy cái gì mà giảng? Con nít bị lớn đó mà bắt đệm chuỗi bằng trên vậy. Vậy mà mấy bà mua, ôi là mua bởi vì thấy nít dễ thương, bởi vì nó mấy bà khoái con, mấy cô khoái con, mà con là thằng này nó thấy dễ thương quá, ta thấy là gặp lượm có 10.000 bạc, 15.000 dễ lượm quá bà. Trời Phật ơi, tôi thấy mà tôi đau tim đau gan tôi đó. Con nít bị lớn vậy mà niệm Phật là niệm sao? Niệm Phật gì? Rồi niệm Phật Di Đà mà phải làm chuỗi mà học bự mà trên tranh vậy, làm sao mà cắt nghĩa được? Cho nên nội bao nhiêu đó là nó cắt nghĩa cái tiến sĩ của chú mày là cái gì ở trong đó. Khỏi cần nói học giỏi học dở vậy đó. Niệm Phật Di Đà hay là niệm Phật Thích Ca cũng còn chưa hẳn là niệm Phật đúng mà. Chơi vậy thôi chứ. Nhất thiết chư pháp tùng bổn lý Di Lặc, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, tất cách bình đẳng. Các pháp là bình đẳng, là xa rời ngôn ngữ, xa rời văn tự, xa rời ngôn thuyết, xa rời cái nghĩ ngợi phân biệt tâm nhiên của mọi người. Mà anh bảo người ta niệm Phật, mà mấy cái thằng con nít vậy niệm Phật gì? Để niệm kiểu sao để thành Phật được? Cho nên là coi chừng, niệm Phật Tam Muội là không có niệm cái ông Phật nào hết, mà phải niệm Phật tánh, niệm tứ cố, ly tứ cố. Có không, không phải có, không phải không, cũng có, cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không, đều bỏ, xa rời cái đó. Niệm cái đó là niệm thực tướng của giảng pháp là vô tướng. Niệm cái đó là niệm đệ nhất nghĩa không. Niệm cái đó là niệm cơ bằng là lý pháp giới. Niệm bên mặt bản thể chân như. Thì không có niệm cái hiệu Phật nào hết, mà là niệm niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình, niệm cái tánh đệ nhất nghĩa không, niệm cái Phật tánh của mình vốn thanh tịnh như thế. Niệm đó đó mới là thật là đi sâu vào niệm Phật Tam Muội. Cho nên học mỗi ngày mỗi khó, các vị nghe không nghe cứ việc ở nhà. Ở nhà tôi khỏi mà không nói nữa, tôi gần chết tới nơi rồi, tôi dạy thì tôi nói hoài chi. Nói hoài tôi biết là không thấm thía gì hết. Không thấm thía gì hết. Nhưng mà mấy vị còn bằng lòng chơi thì tôi cũng đi chơi với. Vậy thôi. Chứ ở nhà cũng đi coi ca nhạc. Thì lại đây nghe cái ông thầy già này, ông nói chuyện trời ơi đặt hở vậy. Thì tôi cũng đi chơi với. Thế tôi rất nghi ngờ rằng là các vị mà còn mê ca nhạc, các vị còn mê đá bánh, các vị còn mê tân nhạc cổ nhạc, là các vị nghe cái này nghĩa là không có là sao hết, không thấm thía gì hết. Cái của tôi nói đó là tôi không hề mê đá bánh. Tôi mới nói được cái đó, tôi mới nghe được cái đó, tôi mới hiểu cái đó, tôi mới nói vậy. Không hề mê ca nhạc, cổ nhạc cũng như tân nhạc. Còn tôi học cổ nhạc, tân nhạc tôi hát được đó là tôi học chơi để tôi nói đó. Ta gọi là vô lượng khổ đế, rồi vô lượng tập đế, rồi vô lượng đạo, đạo đế. Học cái đó để nói đạo đấy, chứ không hề mê. Mê Phật Pháp thôi. Lấy
bài nhạc của Hoàng Thị Thơ. Hoàng Thị Thơ nghe nói giờ còn bên Mỹ. Rồi tôi đặt cái lời bài nhạc rất là hay. Trên cõi trần ai quần xanh đau đớn, trầm luân sanh tư nào có mấy ai thoát tục lìa trần. Nhạc Hoàng Thị Thơ đó. À, rồi cái câu chót á, cõi mở lòng ra đừng à chiều dục tình, ngược dòng luân hồi thì đâu khó chi thằng đến niết bàn, thì đâu khó chi thằng đến niết bàn. Đó là Vua Lượng Đạo Đế lấy âm nhạc của người ta sửa lời lại để đặt Phật giáo chơi cho mọi mê. Không có mê. Học ba bốn thứ đờn, đờn nào cũng đờn hết, đều không có, không có đờn dài được hết, bởi vì nó không có, không có vô nhịp. cứ đờn thả ra mà không cần vô nhịp. Là vì tôi đâu có tính tôi làm nghệ sĩ đâu mà vô nhịp. Thành ra cái tự tâm muội nhân đây tôi mới nhắc lại. Đại chúng đi đó, cái từ tâm muội đó là cái đối tượng mà các vị mà tu hành đó, cái đối tượng tâm muội của người ta là không thể nói hết đó. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện tôi nhắc lại mà tôi nói đó, tôi nhìn cái đám cưới mà long trọng rực rỡ mà tiền bạc nhiều, người ta còn dám nói rằng đây là thành lập một cái công ty phát đầu tư phát triển vô minh dục vọng, không và sản xuất là dự kiện những nguyên liệu để mà cũng có một cuộc đời đầy ưu mi khổ não trong tương lai, hả? Bao nhiêu linh kiện nghe không, để xây lắp cũng có một cuộc đời ưu mi khổ não trong cuộc sống tương lai. Đấy. Thế thì người ta nhìn cái đám cưới mà người ta cũng thành ra một cái tâm muội đó. Tâm muội là vậy, cái chữ tâm muội là vậy đó. Mà cái đó là ta vận dụng vô lượng đạo, đạo đế đó. Nhìn đám cưới mà vẫn nói cái pháp được, nhìn đám ma nói pháp được đã đành. Vì nói về khổ đế, nhìn đám ma nói pháp đã đành, mà nhìn đám cưới người ta cũng nói pháp được. Nó cũng thành là cái đối tượng, một thứ tâm muội để cho người ta tư duy, ta quán chiếu đây. Nghe ba cái anh mà mướn chiếc xe taxi chạy lên Đà Lạt, giết anh tài xế taxi quăng ở gần thác Brent. Nghe cái đó rồi là nó biến thành ra một cái thứ tâm muội. Biến thành một cái thứ tâm muội là cái cuộc đời là vậy đó. Nếu mà không học Phật, không quy Phật, quy pháp quy tăng, người không quy và quy pháp quy tăng, không quy tâm bảo, không biết gì về tâm bảo thì cuộc đời của mình là vậy đó. Đâu có biết gì vấn đề là sát sanh đâu, như bị giết hại không học, không có thể hướng tri thức nào nhắc hết. Thì bây giờ cứ giết lấy tiền được là giết, nhưng mà giết người ta rồi mình có ra sao, đâu có biết đâu. Rồi nếu mà không có quy bằng thì trộm cướp dễ thôi. Đây là giết anh này thì lấy xe taxi đi bán, lấy tiền xài cá độ đá banh chơi. Đấy, nhưng mà là tại vì không học Phật. Chứ học Phật, quy Phật rồi là có thiện hữu tri thức. Người ta nói cho mà biết đừng có nên trộm cướp. Trộm cướp thì là không có lâu bền. Một là bị bắt lâu, nếu không bị bắt lâu thì bị bắt tức khắc. Không bị bắt tức khắc thì lâu ngày cũng bị bắt, cũng tù tội thôi. Cho nên là cái người đệ tử Phật, quy Phật thì không giết hại, tức là không có giết anh taxi, không trộm cướp, không có đoạt taxi của người ta. Thế thì làm sao mà có tù tội, có khổ đau? Đó. Cho nên là khi mà nghe cái việc đó rồi đó thì nó thành tâm muội liền à? Đấy. Chứ không phải tâm muội là phải ngồi cả cùng cả gưỡng mà từ 3 tiếng ngồi trở lên rồi mới chấm điểm cho bữa nay là. Con được tâm muội đó, có đọc tờ báo nghe cái đó là tâm muội rồi. Do vậy cho nên vô lượng đạo đấy
cái nào qua lỗ tai của cái người mà học đạo rồi nó thành ra là cái đối tượng tâm mũi hết. Phải tập vậy thì mới tốt. Còn chưa được vậy thì mình nghe mình học rồi từ từ rồi mình ứng dụng, nó sẽ phát huy cái công dụng trong cuộc sống của mình. Ba cái anh mà là mướn taxi giết người ta đó là do không có quy tam bảo, chứ quy tam quy của giới đâu làm việc đó. Bùi Tiến Dũng cũng không có học Phật, không quy tam bảo, quy tam bảo đâu làm việc đó. Rõ ràng vậy. Đánh trai hồi đó, cách đây mấy năm đó, chặt khúc người ta bỏ trong cái bao ni lông đen, người ta bỏ ra dài đường rồi ém đi chơi gặp giường đó, cũng không do không quy tam bảo mà lại mê đá banh. Cho nên mê đá banh là cái tai họa ghê gớm vậy á, mà nhân loại này đều mê hết, 99% mê hết. Mà đối với tôi á, cái chuyện đó tôi không phản bác gì các ông hết, nhưng mà 99% nhân loại mê không có nghĩa đó là chân lý, không có chân lý gì hết. Nhưng mà phàm phu chúng sanh là mê như thế, Như Lai Thế Tôn cũng không có quyền nói. Thế còn thật sự cái đó không phải là thể thao, cũng không phải là cái gì sang trọng gì hết, mà nó là một cái biểu hiện của cái sự đấu tranh, sự dục vọng phát xuất từ vô minh, là hơn thua được mất và cờ bạc cá độ trong đó, chết vô số người trong đó. Chứ đâu phải là người ta nói là 99% nhân loại mê mà nói là chân lý đâu. Rồi cái chỗ đó nó hay lắm mà đâu phải ai cũng dám nói. Không phải ai cũng dám nói đâu. Mà Từ Thông này dám nói. Dám nói tại sao? Là tại vì ta nói nhỏ thôi. Ta nói nhỏ trong cái phạm vi của những người nào bằng lòng làm đệ tử của Phật Thích Ca. Đệ tử Phật Thích Ca thì phải nhắc nhở nhau, phải nghe và phải nói. Còn những người mà ta không có chấp nhận làm đệ tử Phật Thích Ca thì cái chuyện đó, chuyện của tâm, ta tin rưỡi người trong cái quả địa cầu này. Chưa biết vi phạm thì mình không có quyền nói. Cho nên biết sai mà cũng không có quyền la lối. Nhưng mà biết rằng những người đó không có thể hiểu tri thức thì họ nguy cơ xa hầm sụp hố nguy hiểm vô cùng. Còn những người có quy tâm bảo là những người được gần gũi thể hiểu tri thức, nhắc nhở nhau, cho nên có thể tránh được những cái nguy cơ mà người thường có thể may thì khỏi, mà không may là nguy cơ xa hầm sụp hố. Còn như những người quy tâm bảo rồi thì có thể hiểu tri thức, đồng hành thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức, ba cái hạng thiện tri thức đó hỗ trợ cho nhau, làm cho cái cuộc sống của mình được bình an, nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Đấy, cho nên nãy giờ nói vậy là nói cái chữ tâm mũi thôi đó. Tâm mũi tôi dịch là chất định, cũng dịch là chất thọ. Mà chỉ tính thọ, người ta giải thích là bất thọ nhất thiết. Thọ, không thọ bất cứ một thứ thọ nào. Có nghĩa là để cái tâm trí của mình đó, ở vào ở nơi cái lý pháp giới, bên cái mặt bản thể chân như của pháp giới. Không có thọ một thứ nào của núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, không có thọ. Nói cách khác là không hề thọ cái pháp hữu vi. Cái gì tôi hiểu vi pháp đều là ly. Ly mà nó sinh được cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc này là nó duyên vào lý pháp giới, nó duyên vào đệ nhất nghĩa không, nó duyên vào Phật tích, nó duyên vào cái trung đạo đệ nhất nghĩa. Đó. Thành ra cái này nó cái này nó sâu lắm, sâu sắc lắm, mà cái lợi ích lớn lao lắm.
từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, sang Mỹ. Nói tới niệm Phật là ta nghĩ rằng là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi còn có người bây giờ nó còn sáng chế ra cái kiểu ngụy tạo nè, ngụy tạo nghĩa là tân tạo, tân trang, Nam Mô Bụt Thích Ca, Nam Mô Bụt A Di Đà, Nam Mô Bụt A Di Đà, Nam Mô Bụt Thích Ca, cái đó là tân trang, kêu bằng là thời trang mới. Tức thời trang cũ, quần áo và bận cái quần rộng, giờ ta hết quan nghênh rồi, giờ ta bận bó mà nó trên đống quyển á, thì mình cũng phải làm sao cho nó bó sát trên đống quyển vậy đó, cho nó có hợp với thời trang, đổi lại cho nó mới. Chứ còn Bụt Thích Ca, Bụt Di Đà cũng không có gì khác, không có gì hơn. Bởi vì Chức Thích Chi Pháp Tùng Bổn Như Lai Ly Văn Tự, Ly Văn Tự Tướng cái mà. Thành ra chúng ta học mà nếu mà nhìn mà Kinh Quang Nghiêm á, thì Ly Văn Giới có nghĩa là nhìn bên mặt bản thể chân như, gọi là Ly Văn Giới. Mặt bản thể chân như, còn nói thông thường khác là bên mặt vô vi pháp, nhìn bên mặt vô vi pháp, mà vô vi hay là bản thể chân như thì không có văn tự ngôn thuyết, niệm cái tự tánh thanh tịnh đó. Có nhiều lắm, nói không có hết, nói nhiều nói vậy mà có người nghe không phụng, người ta mới nghe là nghe mấy cái đó khó biết lắm. Bây giờ vô lại, đi vào cái chỗ của mình học khoa học, bữa hôm tôi nói về 12 nhân duyên á ha. 12 nhân duyên mà người ta nói vô minh hành là thuộc về nhân quá khứ, thì thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả hiện tại. Là cái quả khổ hiện tại. Rồi ái thủ là cái nhân hiện tại. Rồi hữu sanh lão tử là cái quả tương lai, gọi đó là dựa trên cái 12 nhân duyên đó mà ta chia ra thành 3 đời nhân quả là giả tật lắm. Tôi học rồi, học năm nay 60 năm tôi phát hiện ra giả như thế là không trung ý kinh điển gì hết. Cái quyển sách đó bây giờ vẫn lấy làm cái giáo trình để cho các thầy giảng sư dạy cho học trò này. Tôi rất là đau lòng, tôi nhói cả tim của tôi. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ tôi làm hiệu trưởng rồi, giờ tôi dành tôi dạy hết. Dành hết là sao gọi là cái trường học có một thầy giáo sao? Cái trường học như cả ngàn học trò như có một thầy giáo sao? Cái giá trình đó đem ra dạy dần nên là tôi mất không biết bao nhiêu cái. Tam giới mà ông vẽ cái hình tứ thiên nhân thiên, đâu là thiên, dạ ma thiên, đâu sức là thiên, quá là thiên, sao quá thực là thiên, vẽ hình đó là dục giới. Những gì trời này ở trên đất trên núi gọi là dục giới. Sắc giới ông vẽ tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan thiên tiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biết tình thiên, vô dân thiên, phước sinh thiên, quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô diệt thiên, thiện kiến thiên, thiện thiên, sắc cứu cách thiên. Ông nói là mấy ông trời này là ở trên mây, trời thì một thứ trời là gọi là lục dục thiên, ở trên đất, trên đọt núi, còn cái thứ trời mà sắc giới đó thì ở trên mây. Ở mây sao lại máy bay, nó bay tàn sát trên, nó bay trên đó mà không đụng, không rớt ông nào hết vậy.
sao thấy rất ổn đó, máy bay cánh quạt có, máy bay phản lực có, mà không đụng ông trời nào hết. Rồi còn á, không quân biệt sứ, thức quân biệt sứ, vô sở sứ, vị tử vị biệt tử sứ, bốn cái trời này gọi là tứ không này là ở trong hư không, ở trong hư không. Mà Phật Thích Ca thì Phật Thích Ca là tự nói rằng là cuộc đời của ông Bụt này, tụi nít nó nói ông Phật đó là ông Bụt tức là ông Phật á, cuộc đời của ông Phật Thích Ca là không có nói những cái chuyện diễn dòng, không có nói chuyện diễn dòng, nói chuyện thực tế trên cõi đời này, dạy cho người ta tu hành có bồ đề trên con đời này, niết bàn trên con đời này, thành a la hán trên con đời này, và thành bồ tát để phục vụ chúng sinh cũng trên con đời này, kể cả thành vô thượng bồ đề cũng trên con đời này, bằng có ta đây là Thích Ca đây. Cho nên là Đức Phật dạy cái người tu hành là không có đặt cái vấn đề mà gửi cái tâm hồn ở cái thế giới xa xăm nào hết. Mà dục giới, anh đầy nhảy dục vọng, dục về tiền tài, về sắc dục, về danh vọng, về địa vị, về sự nghiệp, về ái dục, thì anh là người ở trong dục giới đó. Mà ở trong dục giới thì nhiều đau khổ lắm đó. Cho nên là tự kiểm điểm lại coi, tất cả chúng ta là đều ở trong cõi dục đó nha. À, kể cả các vị tu sĩ thượng tọa đại đức tăng ni hòa thượng, nếu mà không cảnh giác, lơi cảnh giác, lơi tu hành là giàu xuất gia rồi, mà hoàn toàn ở trong cõi dục không, tham muốn là có dục chứ gì nữa. Thí dụ như tôi tham muốn cất cái trường học nè, cũng có dục nè. Nhưng mà cái dục này nó khác hơn cái dục mà đi quyên 10 tỷ, 15 tỷ để cất cái chùa riêng rồi đem bốn đạo riêng về cho cái chùa mình, rồi bốn đạo của mình, chùa của mình, thì cái dục nó khác. Còn thí dụ như tôi giờ cất cái trường đấy, mà nói nhỏ nghe nè, cất cái chùa đó còn thiếu 2 tỷ chưa, còn thiếu 2 tỷ đó. Nhưng mà cái nền bây giờ là tuần sau này là cái nền hoàn toàn vô cùng chắc chắn, vô cùng là ngoạn mục đẹp đẽ lắm. Nhưng mà phải có 2 tỷ nó mới dẫn, mà bây giờ chưa biết xin ai, thì giờ cứ xin thằng Lan vậy đó, ai có là cho vậy. Cái đó khác, cũng là dục đấy, nhưng mà cái dục đó khác hoàn toàn. Tôi không có ý niệm là làm cái trường cho tôi, của tôi, không có. Chùa thì tôi lãnh rồi đó, bởi vì thành nội người ta cấp giấy cho tôi mà, thì tôi phải gọi là chùa của tôi. Nhưng mà cái điểm của tôi hoàn toàn không có, cho nó khác chỗ đó. Cho nên là từ mình vẫn có, mà không phải là cõi có dục. Ở trong cái cảnh đó tôi gọi là cõi sắc. Đó, cõi sắc là vậy đó. Chùa người ta cấp tôi vẫn lãnh giấy tờ cơ mà, rồi tôi xây dựng trường ốc xi măng cốt sắt đàng hoàng mà, vật chất đàng hoàng mà. Nhưng mà với cái ý niệm mà đam mê tham muốn làm của mình, không có, là mình tuy là có của cải mà không phải là mình, ở mình không có ở trong cõi dục, vì mình không có tham dục. Rồi chùa chiền mình đàng hoàng đó, đúc bê tông cốt sắt có thể là ở 50-70 năm chưa hơn đấy, mà mình cũng không có cái gọi là của mình. Cho nên là giàu có vật chất mà mình không phải là cái người bị cõi sắc đó, nó nhận chìm, nó chôn vùi mình đó. Rồi mình cũng không có gian giới cái ông trời tứ không vô biên sứ, thức nhiều biên sứ, mình không có gian giới lại lột các cái ông đó để nhờ sự giúp đỡ của ông đó, cũng không gian giới ông thần ông thánh nào, kể cả mười phương chư Phật. Người nói là nói vậy, quen miệng là nói vậy thôi, ngớ giọng tam bảo gia hộ, chứ kỳ thật ra
chư Phật không có gia hộ cái thứ đó. Cái đồ lặt vặt đó chư Phật ở đó, chư Phật gia hộ rồi chúng sinh nó cầu nguyện tùm lum trên thế giới, chư Phật làm sao đi làm cho sẻ. Cho nên Phật không có gia hộ cái đó. Nhưng mà chẳng qua là tại vì quen miệng nói đi, và cũng nói gạt bổn đạo cho bổn đạo nó phụ vô rằng là có mười phương chư Phật, chứ kỳ thật là không có chư Phật nào hết. Tất cả chúng ta làm cái việc mình lại lạc cho chúng sinh thì chúng ta là Bồ Tát. Mà từ Bồ Tát đó chúng ta có giải thoát đổi cái khổ vì dục, vì sắc, vì vô sắc, tự mình giải quyết cái khổ của mình. Cho nên là mình vẫn làm việc giống như người ta, mà người ta bị lâm vào cái dục, mình không bị cái dục. Người ta bị dương vào sắc giới, mình vượt ra khỏi sắc giới. Rồi người ta ở trong đó, ở trong cái chùa đàng hoàng, mà người ta bị chìm đắm ở trong cái vô sắc giới, mình không có ở trong vô sắc giới, bởi vì mình không có cầu nguyện giang sinh gửi gắm tâm hồn ở nơi cái thế giới bậy bạ mông lung. Cho nên là mình có thể giống như người khác, mà mình có thể vượt ra sao vậy? Cái chỗ đó là chỗ khó học đấy. Học cái đó là khó học đấy. Không còn bám cái gì hết. Mà tôi nói cái đó là đại chúng để ý đó. Các vị để ý rồi các vị sẽ có một cái sự an lành tự tại, thanh tịnh vô cùng. Do vậy cho nên là mình phải học lý pháp giới, phải học sự pháp giới, rồi lý sự hai cái cộng lại. Hai cái cộng lại lý sự đều vô ngại, rồi cái tới sự vô ngại. Cái nữa nghĩa là mình sống trên cõi đời này vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nói, vẫn cười như người ta vậy, mà mình coi như là xuất ly tam, tam giới, ra khỏi tam giới rồi mà vẫn đi đứng nói nín cười vui vẻ ở trên cõi đời này giống như người thường. Cho nên tôi nói cái này nó kỳ lắm, các vị không có biết đâu. Các vị thấy tôi càng tu lâu chừng nào hay không, lại tôi còn vui cười dễ dàng hơn hồi nhỏ nữa. Kể cả nít mà tôi đi, tôi gặp thằng nít này, tôi nắm chóp đó, nó dẫn tôi đi hôm qua tôi đi Bình Dương nè, rồi nó dẫn tôi đi, nghĩa là rất bình thường. Là tại vì tôi thấy cõi đời này thiệt tình mà nói đó, hết sức nhẹ nhàng, không có chuyện gì quan trọng hết, làm tất cả mà giống như không thấy mình làm gì hết, không làm gì hết. Mà nếu làm được cái gì là làm tất cả. Thật ra cái đó là cái thiệt đấy. Tôi nhắc và đại chúng nghe là để ý cái đó, mà hưởng cái an vui hạnh phúc, chứ cuộc đời của tất cả mọi người đều không có lấy gì bảo đảm được bao lâu hết. Không có bao lâu. Có cái điều này là tôi nói các vị biết nè. Thiền sư Nhất Hạnh, cái tác phẩm mà Đường Xưa Mây Trắng, có tờ báo đăng thiền sư Nhất Hạnh là hợp tác ký hợp đồng với một cái người mẹ người Ấn, cái người Ấn Độ, nghe là có tỷ phú, ký hợp đồng đó để sản xuất ra một cái cuộn phim Đường Xưa Mây Trắng. Mà nếu mà cái phim đó mà đóng mà đạt được á ha, là tôi cho rằng là Việt Nam mình phải mừng hãnh diện với thế giới là Việt Nam mình có một ông thiền sư mà viết cuộc đời của Đức Phật, giáo lý của Đạo Phật hết sức là thành tựu. Đông người lắm mà tiền dữ lắm này. Mà tôi cách đây là mười mấy năm, tôi cho một người Phật tử của tôi đọc, mà
cái cô đó cô đọc rất là đạt. Cái cô đó cô đọc mười mấy năm rồi, rồi cái cô sau này cô sau này không có đọc Đường Sư Mê Trấn. Đường Sư Mê Trấn là cái cô đệ tử tôi, cô tu bây giờ cô không biết đọc, cô đọc đạt lắm, cho nên là tôi mới sang ra CD đấy. Một lần là tôi khuyến khích các vị đọc đấy, mà lúc đó tôi đâu có dám mà để cái tên Nhất Hạnh, Nhị Hạnh vậy, cứ để Đường Sư Mê Trấn vậy đó. Tôi tuyên truyền, tôi khuyến khích đọc, nhưng mà thiệt tình không có bao nhiêu người biết thưởng thức cái vô cùng sâu sắc của cái tác phẩm Đường Sư Mê Trấn. Tôi cho tăng ni, tôi khuyến khích tăng ni nghe học, tôi cho Phật tử, khuyến khích Phật tử, mà có người nghe qua rồi cũng tưởng đâu là sách cuốn nào như cuốn đấy, chứ không phải vậy. Cái cuốn đó rồi giáo lý nghĩa là từ thấp cho tới cao, đầy đủ, chứa đựng đủ cái nguồn tư tưởng của đạo Phật. Cho nên là kỳ mà thiền sư Đức Hạnh về ngồi đây ra, rồi vô trong buồng đây nè gặp tôi nè, tôi nói thẳng, tôi nói rằng chỉ có sách của thầy, mà trong đó là Đường Sư Mê Trấn là một, hai là cái tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài của thầy viết cách đây là 40 năm, và nhiều tác phẩm khác. Thành thật mà tôi chúc mừng trong anh em đó bạn, sách của thầy nếu mà người ta muốn mạo nhận ha, chỉ cần để kinh này tôi nghe một thời nọ Đức Phật ngồi trên cái rừng Long Khánh ở Tây Nguyên ha, là có là 800 tỳ kheo, 300 tỳ kheo ni, là 1700 cư sĩ nam và nữ, thì nó thành là kinh. Không ai dám nói cái đó đâu, tôi nói là nhất hạnh vậy đó, chỉ cần dám để cái đó vô là tự nó thành kinh. Ông rất là tâm đắc, ông còn nhắc lại cái tác phẩm là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài của ông hồi xưa ông viết 40 năm về trước. Thành ra là cái người đó là cái người đáng mừng, Phật giáo Việt Nam là cái người đáng mừng. Đường Sư Mê Trấn là dịch hơn 20 thứ tiếp, bây giờ bỏ bạc tỷ ra, mà cái ông mà tỷ phú đó hỏi gì chứ thiền sư muốn là cái bản thảo của thiền sư nữa, thì chúng tôi phải thù đáp lại bao nhiêu công lao người cho ông. Ông nói tôi không nhận xu nào hết, mà nếu sau này mà cái bộ phim đó mà nó có lời á, thì xin đề nghị trích là 1% để cho những trẻ em nghèo của nước Ấn Độ. Tôi đẹp vô cùng đẹp nha. Rồi ông tỷ phú đó ông nói, ông rất xúc động, ông nói là nếu như vậy thì tôi cũng tình nguyện rằng nếu có lời tôi cũng trích 1% để cho nhân dân nghèo khổ trên thế giới, mà trong đó có nhân dân Việt Nam, có trẻ em Việt Nam. Đẹp, trời, tôi nghe tôi đọc cái đó thiệt đó. Nó sung sướng làm sao đâu. Nhưng mà đặc biệt là cái huynh Nhất Hạnh của tôi đó, từ nhỏ tới lớn không bao giờ tự nói mình tiến sĩ, ghi rúm là cái tay đó, không hề nói mình là tiến sĩ. Khuyên học trò đi học thì có, nhưng mà không bao giờ khuyên cái thằng học trò nào mày đi học rồi mày để mày là tiến sĩ gì tiến sĩ nọ. Suốt đời Nhất Hạnh tôi biết, anh em tôi nói chung mà, con người rất là giỏi. Chỉ có cái là tôi phê anh có lần là anh viết cái là Nguyễn Du qua con mắt thiền quán ha, qua tác phẩm của Triều Kiều á, trong cái quyển sách là Thả Một Bè Lao đó. À, cuốn sách hay là hay, mà có cái đoạn là anh viết cái ông Thiện Minh, cái ông Thiện Minh mà bị ai đó đặt bom mà nổ tét đùi tét háng gì đó, rồi sau đó thì chết á, anh nói câu đó vô rồi tôi cảm giác quậy. tôi nói anh ngu quá, anh viết cái quyển này là
vô cùng, mà anh giết cái thằng cha nó vô làm cái gì? Cái chuyện thù hận đó anh giết, anh nhắc lại chi? Tôi không đồng ý. Tôi quậy nát, quậy rồi nhưng mà cuốn sách nó vẫn cất. Hay nó quá mà. Trên kiều qua nhận thức của thiền quán á. Ô tôi nghe cái đó tôi mừng quá. Mà cái tác phẩm mà Đường Xưa Mây Trắng đó, trình độ mà học Phật ít nó đúng ra cũng không nghe nổi. Mà trình độ mà có học thật, mà có tu, mà có học nhiều kinh điển rồi đó, nó hay, nó hay. Chỉ cần nói rằng kinh này tôi nghe một thời nọ ở đâu đó, rồi bao nhiêu người nào đó là thành kinh thôi. Tôi giới thiệu cho đại chúng vậy đó, để mà nghe, không, sách đó không phải là bình thường được đâu, nó vượt ra cái bình thường. Sách tập bán hàng hà sa số, cái đồ đó mua về quẹt bỏ, đâu có được xài bao nhiêu. Giống như là cà rốt úng ở ngoài chợ ông Lãnh đó. Mà mua cái úng đem về là một cần xé vậy là còn ăn, còn không được phần tư. Bỏ hết 3/4. Sách vở viết Phật giáo, thường thường những cái tay thường thường viết xài, còn không xài được phần tư. Cho nên nhiều khi tôi thấy các chị mua sách thì tôi đứt ruột đứt gan. Bây giờ trở về với cái vấn đề mình học khoa học 12 nhân duyên đó, là cái ông Hưng Từ Pháp Sư ông chia ra như vậy. Hồi đó tôi học như vậy có 3 đời nhân quả, nó làm cho tôi có một cái ấn tượng là vô minh và hành đó, là của cái đời quá khứ, là cái đời hồi đó mình chưa có, hoặc 2-3 cái lúc mà mình chưa có, 100-200 năm trước, ngàn năm trước chẳng hạn, gọi là vô minh và hành đời quá khứ, mà nó có ra cái thân này, danh sắc lục nhập xúc thọ, là nó có ra cái thân này. Là cái thân này là cái quả báo xấu của vô minh hành của những năm, những tháng về trước, hoặc là 10 năm, 200 năm trước, làm cho mình có cái ấn tượng vậy đó. Mình đọc cái kiểu mà giải thích gôn hơn từ Pháp Sư đó, là vô minh hành là cái nhân quá khứ, còn thức danh sắc lục nhập xúc thọ là cái quả hiện tại. Mình tưởng đâu là thức danh sắc lục nhập xúc thọ là cái thân này nè, là cái quả hiện tại này là cái quả xấu. Quả xấu của hiện tại mình phải chịu khổ. Nói vậy đâu có phải. Cái này, cái thân này không phải là cái quả xấu của cái nghiệp nhân nào quá khứ, không phải là quả xấu. Rồi ái thủ hữu là cái nhân xấu hiện tại để chịu cái quả sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não ở tương lai, không trúng. Nói vậy không trúng, chia làm nhân quả 3 đời như vậy không trúng. Mà bây giờ cứ nói ngay bây giờ đây nè, một đời này nè gồm 12 món đó, nó đảo lộn, nó vật đầu, nó trói buộc, nó làm cho con người khổ có, vui có, buồn có. Mà nếu ai đó biết hạnh phúc cũng tạo ra hạnh phúc được trong một đời này, chứ không chia ra như vậy làm cho người ta hiểu lầm. Nếu là cái nhân hồi nào thức lý thì bây giờ cái thân này là thân khổ. Không phải, thân này không phải thân khổ. Bằng cớ Phật Thích Ca thân nào, Sa Lợi Phất, Bồ Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Cái Giúp, vân vân, và kể cả cái ông vô não, cái ông vô não mà giết, nghe là còn giết một người nữa, đủ 100 người để mà được phước báo sinh trời đó, đòi giết mẹ mình, gặp Đức Phật độ cho. Mà
mình đi tu đó. Thế thì rồi đi tu rồi cái ông đó đó, cái ông đó là nhiều gì bất mãn ông đó đó, mà sau đó ông đó ta đạt cái quả là hết. Cái ông đó là cái ông vô não đó, mà ông thầy Nhất Hạnh đó, ông viết một cái đoạn hay vô cùng hay. Có một bà phụ nữ đó có mang sanh khó, đau khổ vô cùng, lăn lộn la họ. Thì cái ông vô não này, ông thành đó, ông thì kheo quách ta xa gì đó, tôi không nhớ là đấy vậy. Thì kheo là hỷ lạc vô ưu đi, thí dụ vậy. Ông gặp, thì ông gặp rồi ông về, ông thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay con có gặp một cái người đang là đang sanh khó, đau khổ vô cùng, mà là con không có làm sao mà để giúp đỡ cái trường hợp đó được. Đức Phật đó thì bây giờ thầy lại thầy nói với cái bà quả phụ đó, cái bà phụ nữ đó, rằng là tôi từ trước tới bây giờ tôi chưa bao giờ có ý mà giết hại một sinh mạng nào, thì bây giờ đây tôi xin lấy cái phước đức đó tôi hồi hướng là cho bà được cái phước lộc bình an, bà sanh cho nó dễ để khỏi đau đớn và có thể khỏi chết chóc, khỏi đau đớn. Thầy lại thì nói vậy để cứu cái bà đó. Thì ông thì kheo là Hỷ Lạc Vô Ưu này, ông nói: Bạch Thế Tôn, nếu con nói vậy là con nói láo, trù, chứ hạnh với cái đó hay vô cùng. Nếu Bạch Thế Tôn, nếu mà con nói vậy là con nói láo, bởi vì con giết cả tâm người rồi cái bà, chứ Thế Tôn chút nữa là con cũng làm thịt luôn đó bà. Thành ra là con lấy cái công đức mà con chưa giết hại ai đem hồi hướng cho bà thì con nói láo rồi, kỳ không? Thế thì Đức Phật dạy nó thôi, vậy thì thầy nói rằng là tôi từ khi mà tôi xuất gia, tôi tu học tới giờ ha, là tôi chưa không có giết người nào, mà nếu cái đó có chút công đức lần nào thì tôi xin là đem hồi hướng công đức đó cho bà để đặng bà sinh con cho nó dễ. Ông đó ông chịu ông lại ông đi là ông lại ông nói chuyện là bà kia bà sinh dễ. Cái đó thì để nói lên rằng là Đức Phật dạy đệ tử hết sức, người ta vậy đó người ta mới chứng đạo được đấy. Tao thử coi đó, ông nói câu cái lần đầu đó, nếu mà ông nói như vậy là ông tu hành không bao giờ ông thành được cái quả gì đâu, ông nói dối mà. Nhưng mà dạy lại nói lần sau bằng lòng đi lại nói cứu người ta được, đó là cái chuyện cứu được và có thiện cỡ nào chưa cần nói, mà ta nói đó là cái lối dạy của Đức Phật Thích Ca dạy đệ tử đấy, thành thật, hết sức là thành thật. Mà cái đó là một ý ở trong nhiều ý, cho nên cái ông tỷ phú đó, ông đọc qua cái tiếng Hindu mà ông thấy tác phẩm hay quá, ông mới đề xuất ra làm cái cuộc phim này. Toàn là nghệ sĩ diễn viên thượng thẳng á, cái việc này lắm, mình làm được cuộc phim thôi tôi mừng, tôi rất là mừng. Mừng cho Phật giáo Việt Nam mình có một cái nhân tài. Mà đặc biệt học giỏi tôi biết mà. Mà từ nhỏ tới lớn không hề nói mình là tiến sĩ. Mà không hề tán thán sĩ nào hết hả? Mà tán thán khất sĩ. Tán thán tỳ kheo. Mà không hề tán thán là bất cứ sĩ nào. Từng đi dạy các trường là đại học ở các nước Âu Mỹ đó chứ. Bây giờ nói lại cái 12 nhân duyên đó, đừng tưởng rằng cái thân này là kết quả của vô minh hạnh xấu xa nhé. Tại sao vậy? Vì cái thần tánh của vô minh là Phật tánh,
Vô minh không hề có cái tánh gì, không ai cất chứa để trong cái hộc tủ nào, ngăn tủ nào, ở trong cái bình, cái lọ nào để rồi đem lại làm cho cái kết quả để trả thù cái thân này là do vô minh và hành xấu, phải vậy. Không có cái vô minh hành nào mà nó cất chứa để nó đem lại, nó làm cho một cái thân, một con người vậy, gọi là cái quả báo xấu xa. Cái thân này không phải là một cái quả báo, kết quả xấu xa của vô minh hành do nhiều đời nhiều trước, nhiều đời nhiều kiếp trước. Nếu như thân này là kết quả của quả báo xấu xa của vô minh hành nhiều đời nhiều kiếp trước á, thì Phật không có chỉ. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ba cái lời tuyên bố đó để nói lên rằng là bản thân con người vốn không phải là cái kết quả của một sự tội lỗi xấu xa nào hết. Bằng cớ là cái ông vô đạo mà ác như vậy đó, mà nếu mà chứng thật tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà khi mà nhận thức được cái thực tướng của giảng pháp là vô rồi đó, vô tướng thấy được rồi là đồng với giảng pháp giai giai không. Thì cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì, thì a tỳ nghiệp, vì cái gì mà trả nợ, mà hiện hữu để mà hành hạ ai. Đấy. Cho nên cái thân này không phải là cái quả của cái lúc trước. Cái thân này là nhân như vậy, duyên như vậy, ra quả như vậy, báo như vậy. Bây giờ mình có quyền cải tạo, có quyền xây dựng. Chứng thực tướng thấy cõi đời vô tướng, thấy được cái tính chất vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Mà vô ngã tướng có nghĩa là không có thấy không có cái tướng bản thân của ta. Vô nhân tướng là không thấy cái tướng người, mà không thấy tướng ta và không thấy tướng người đó, nghĩa là bên mặt hữu vi pháp, bên mặt sự vật hiện tượng, mình đừng có chấp mắt, đừng chấp mắt, đừng bám víu nơi cái vạn pháp bên mặt hiện tượng. Rồi vô nha, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, có nghĩa là mình đừng có bám víu chấp mắt về không gian và thời, và thời gian. Thật sự không gian và thời gian không hề có. Đừng có nói cái nhìn xấu quá khứ để lại cho bây giờ, không có. Không có không gian, không có thời gian. Không, cũng vậy nè, là có quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên cái không gian và thời gian thật sự là không có. Chỗ này là mới thiền định mới thấy thôi. Tôi nói cái này nhiều lần rồi. Không gian thời gian mà các vị thấy có đó là dựa trên hiện tượng vật vật chất hữu vi, mà các vị biết được cái thực tướng của hữu vi là vô, là không có gì, thì cái nghĩa không gian và thời gian cũng có. Thế thì là cái gọi là vô minh, cái nhân quá khứ đó nó chứa ở đâu mà đem về nó trả thù là cái thân này là cái thân xấu xa, không hề có cái đó. Ủa cái này tôi nói không lẽ giờ tôi giảng luôn cái kinh Hoa Nghiêm. Cái kinh Hoa Nghiêm là đồng thời cụ thúc tương ứng môn nhất đa tương, tương dung chư pháp tương, tức thập thế cấp pháp vậy, vậy thành mười đời. Ngay trong một cái niệm, một phần tỷ của cái cảnh móng tay này là có mười đời chứa trong. Cái này không gian thời gian không có. Tỷ tu như vậy, tư duy như vậy, thấy như vậy, ta gọi đó là lý pháp giới. Tu tập tư duy quán chiếu nhận thức được về mặt bản thể, về mặt chân lý của hiện tượng giảng pháp, ta gọi là lý pháp giới.
Còn mình nói có không gian, có thời gian đó, có ngã tướng, có nhân tướng đó, là mình bám víu ở trên cái sự pháp giới, ở bên mặt vạn pháp hữu, hữu vi. Còn hay đó. Cái này thấy hay đó. Ngày nào mà mình buông bỏ được cái chấp mắc về hiện tượng vạn pháp hữu vi, thì không gian và thời gian, nghĩa là thời gian cũng có, không gian cũng không có. Thì đấy, đây có cái gì đâu. Đây nè, đây là không gian, thời gian nè. Không có không gian, không có thời gian. Nhưng mà nếu mà đưa vô 21, đưa vô 21, hai cái vật, đưa lên thành hai cái vật, thì có không gian và có thời gian cái này là nó có thể tồn tại được bao nhiêu năm nữa nếu không làm rớt bể, thấy không? Thì không gian và thời gian, không gian là khoảng đây từ đây qua đây là 6 tấc, khoảng không gian 6 tấc, thời gian cái này là từ khi làm tới giờ là được 2 năm, và nếu đừng làm rớt bể thì nó có thể còn được là 100 năm nữa, thí dụ vậy. Thì không gian và thời gian là dựa trên hiện tượng hữu vi. Chứ nếu không có cái này thì đấy, chỗ đây đây, để nhất nghĩa không, không hề có một cái gì trong đó. Đó, cho nên cái này là phải tu tập thiền định. Vì vậy mà ba đời chư Phật Bồ Tát đều là thường trụ trong thiền định. Mà thiền định không có nghĩa là phải ngồi, không phải là ngồi mấy tiếng đồng hồ, 5-10 tiếng đồng hồ rồi làm gì là không phải. Mà thiền định có nghĩa là tư duy tu. Đi cũng có thể thiền định, đứng thiền định, nằm thiền định, ngồi thiền định, và đối cảnh là nó thành ra tâm, một cái đối tượng tâm của mình. Thành ra ta gọi là, tổ quý sư gọi là lục căn di nhiên, hành trụ tịch mặt. Cứ sống ở trong núi sông đất liền trời trăng mấy nước mọi sự vật cảnh, nhưng mà lục căn di nhiên nghĩa là thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mà cái tâm mình vẫn như bất động, mình không có đam mê, mình không có lưu luyến, mình không có bám víu, mình không có chấp mắc, mình không có vui mừng buồn giận thương ghét. Thế thì là thấy qua sen này vẫn là cứ thấy qua sen, thấy cái bên này đồ vật này vẫn cứ thấy, nhưng mà hành trụ tịnh mặc, nghĩa là trong tâm hồn vắng lặng, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả. Và thế thì lục căn như những hành trụ tịnh mặc, nhất tâm bất sanh thì vạn pháp câu tịnh. Nếu tâm mình mà không chấp mắc trên hiện tượng vạn pháp hữu vi á, thì dầu hiện tượng vạn pháp này có tất cả mà giống như không hề có cái gì. Do vậy mà tự giả, tự tại, tự do, tự giải thoát. Gọi đó là du hí thần thông tự tại, chứ không có bay, không cần bay đi đâu hết. Thần thông không có nghĩa là cần phải bay lên trời, không cần phải lặn xuống nước. Lặn dưới nước là để cho Liên Xô, cho Mỹ làm tàu lặn đó, là bay lên trời á, là để cho Mỹ, cho Nga Xô, cho Pháp, cho Anh nó làm quả tiễn. Rồi nó lên trên làm gì làm, mà tốt không bao nhiêu đó, mấy chục ngàn đô là nó cho đi lên trên không đó hả? Thành ra phải bay làm chi, mấy chục ngàn đô là bay lên không được hả? Cho nên cái vụ mà đi trên trên không này kia là bay lặn nước rồi đó, chuyện phàm phu. Còn chú ý thật không, đây có nghĩa là tự tại trước sắc thanh hương vị xúc pháp, an lành thanh tịnh tự tại giải thoát. Cho nên là học cái này ta thấy đây học hoài được hoài vô số tâm mũi, vô số đề tài để tư duy tu tập để là mà mình được tâm mũi. Hết giờ rồi, ngừng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển nào vô tận, thệ nguyện đoạn các muôn muôn
vô thượng.